Sau một ngày rưỡi làm việc tích cực khẩn trương trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bắc Sơn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự chỉ đạo đại hội. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ chính quyền nhân dân phường Bắc Sơn đã khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 11 với 18 trên 19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Mặc dù là địa phương khó khăn, song thu ngân sách hàng năm trên địa bàn vẫn đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt 30,24 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 53,72 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp có sự tăng trưởng bền vững, các ưu thế về phát triển du lịch dịch vụ bước đầu được khai thác có hiệu quả. Sự nghiệp văn hóa giáo dục y tế thể dục thể thao tiếp tục được quan tâm, phát triển. Công tác an sinh xã hội, nhất là giải quyết việc làm, giảm nghèo tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo là 1,96%, đến năm 2020 giảm xuống còn 0,68%, vừa chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Bộ Phương Bắc Sơn đề ra mục tiêu tổng quát, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng Bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Phương Bắc Sơn phát triển nhanh, bền vững, theo cơ cấu kinh tế công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, xây dựng lâm, nông nghiệp, dịch vụ, thương mại. Đảng bộ phường cũng xác định một số chỉ tiêu chủ yếu như phần đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng địa phương hàng năm tăng bình quân 13,5% trở lên, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản hàng năm tăng bình quân từ 4% trở lên, doanh thu thương mại, du lịch và dịch vụ tăng bình quân hàng năm từ 15% trở lên, cuối nhiệm kỳ giảm 3 phần số hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2021-2025 tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đến năm 2025 đạt 99,5%, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đến năm 2025 đạt 100%. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường Bắc Sơn cần tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức giả soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan phường đảm bảo đồng bộ tinh gọn gắn với chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức triển khai đồng bộ chương trình hành động của thành phố về du lịch dịch vụ nhằm tăng cao tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế đồng chí cũng đề nghị đảng bộ phường chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là trong quy hoạch xây dựng tài nguyên môi trường khoáng sản thu hút đầu tư để mở rộng không gian đô thị đôn đốc tăng thu ngân sách đảm bảo đủ nguồn lực chi cho đầu tư phát triển. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành Đảng bộ phường Bắc Sơn khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 ủy viên, bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ tại đại hội, đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường được đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.